Thân mến chào các bạn, như vậy là cô lại được gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo của cái chương trình, đó là hướng dẫn các bạn học tập những cái văn bản ở trong chương trình ngữ văn lớp 9. Tiếp theo trong những cái bài học thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể phân tích được văn bản Đường Lăng Bác của tác giả Viễn Phương nhé. Các bạn chú ý một chút, đó là Bác Hồ là một cái nguồn cảm hứng vô tận để rất là nhiều các nhà nghiên cứu, rất là nhiều các nhà thơ, nhà văn thì đã viết về người với một cái lòng kính trọng này, tin yêu này. Trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái cảm xúc khá là khác so với những cái sự kính trọng, những cái sự tin yêu hay là ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây. Đó là một cái cảm giác buồn, thương và nhớ mong của tác giả Viễn Phương khi mà Bác Hồ của chúng ta thì đã mãi mãi ra đi rồi. Tuy nhiên thì tác giả thì đã có dịp để đến viếng thăm Lăng Bác, và khi mà được đến với Lăng Bác thì tác giả đã có những cái cảm xúc ùa về đúng không? Vậy thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu với bài học này ở 3 phần, đó chính là tìm hiểu chung này, tìm hiểu chi tiết và cuối cùng thì chúng ta sẽ tổng kết lại bài ở phần 3 La Mã nhé. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được phần 1 La Mã là tìm hiểu chung, và phần 1 nhỏ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với tác giả này. Bài học này thì có ở trong sách giáo khoa từ trang 58 đến trang 60, thì các bạn chú ý một chút, đó chính là các bạn hãy đọc kỹ phần nội dung của tác phẩm, đồng thời thì đọc kỹ phần chú thích thì chúng ta có được những cái thông tin liên quan đến tác giả tác phẩm này một cách cơ bản nhất nhé. Ngay sau đây thì các bạn hãy chú ý này, trang 59 thì đã đưa ra cho các bạn một số những cái yếu tố, ví dụ là tiểu sử hay là cuộc đời của tác giả rồi. Chúng ta có này, tác giả Viễn Phương thì sinh năm 1928, mất năm 2005 và tên thật là Phan Thanh Viễn, quê của ông thì ở An Giang nhé. Chúng ta sẽ có tên thật của tác giả là Phan Thanh Viễn này. Phan Thanh Viễn này. Quê ở An Giang. Tiếp theo thì các bạn chú ý một chút, đó chính là cái thông tin ở trong cuộc đời của ông ấy. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ thì ông đều hoạt động ở mặt trận Nam Bộ, và ông là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhé. Chúng ta sẽ có này, hoạt động. Tác giả thì hoạt động văn nghệ này ở cả hai cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến này. Và đồng thời ông là cây bút này có mặt sớm, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất này của lực lượng văn nghệ. Của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam này thời kỳ chống Mỹ. Đây là một số những thông tin mà sách giáo khoa đã đưa đến với các bạn. Tuy nhiên thì cô muốn cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin liên quan đến phong cách sáng tác hoặc là một số những cái tác phẩm nổi bật của tác giả. Thì đầu tiên các bạn hãy chú ý đến phong cách sáng tác thơ của tác giả Viễn Phương nhé. Thì tác giả Viễn Phương là một người mà luôn luôn có cái giọng thơ đó là nhỏ nhẹ này, giàu tình cảm. Và mặc dù là ở trong những cái hoàn cảnh chiến trường rất là khốc liệt, tuy nhiên thì cái giọng thơ của ông vẫn luôn luôn giữ được cái chất mơ mộng nhé. Các bạn chú ý này, phong cách sáng tác này, đó chính là nhỏ nhẹ này, giàu tình cảm này, và giữ được chất mơ mộng, giữ được chất mơ mộng này, mơ mộng ngay cả trong kháng chiến ác liệt, ngay cả trong kháng chiến ác liệt. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút là một số những cái tác phẩm nổi tiếng, một số tác phẩm tiêu biểu ở trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Viễn Phương. Ví dụ như là tác phẩm Mắt sáng học trò này, tác phẩm Như mây mùa xuân này, thì các bạn hãy chú ý nhé. Tác phẩm tiêu biểu này.
Cô vừa kể tên với các bạn một số những cái tập thơ đấy, cô nhắc lại này, đó là Mắt sáng học trò, Như mây mùa xuân, hoặc là tập Phù sa quê mẹ chẳng hạn. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể chỉ ra một số những cái yếu tố về tác giả rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 nhé, đó chính là tìm hiểu về tác phẩm này. Hai nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm. Ở trong phần tác phẩm này thì các bạn chú ý một chút đến thông tin ở trong sách giáo khoa. Cô sẽ chỉ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được hai phần. Phần thứ nhất sẽ là hoàn cảnh sáng tác và phần thứ hai sẽ là bố cục mạch cảm xúc của văn bản. Còn một số những cái thông tin liên quan, ví dụ như là nội dung nổi bật của bài này, chủ đề nổi bật của bài, hay là một số những cái từ ngữ khó, thì ở trong phần này các bạn hãy chú ý để theo dõi vào phần chú thích sách giáo khoa và tự làm được cho mình nhé. Chúng ta sẽ có phần A nhỏ này, đó là hoàn cảnh sáng tác này. Hoàn cảnh sáng tác. Trong phần hoàn cảnh sáng tác này, các bạn hãy chú ý đến thông tin mà sách giáo khoa trang 59 đã đưa đến với chúng ta nhé. Chúng ta sẽ có này, vào năm 1976, đó là sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, thắng lợi thì đất nước thống nhất, lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng vừa được khánh thành. Và Viễn Phương cùng với đoàn cán bộ miền Nam đã được ra miền Bắc để có thể là viếng thăm lăng của Bác Hồ. Và bài thơ này là những cảm xúc rất là chân thật của tác giả Viễn Phương khi mà được đến thăm lăng. Đồng thời thì các bạn hãy chú ý một chút, đó là bài thơ thì được sáng tác ở trong cái gì đó và được in ở trong tập thơ, đó là Như mây mùa xuân, đó, xuất bản vào năm 1978 nhé. Chúng ta sẽ có hoàn cảnh, đó là năm 1976 đấy. Thì tác giả được thăm lăng Bác này. Và cái xuất xứ của tác phẩm này thì sẽ là được rút ra từ tập Như mây mùa xuân này. Tập Như mây mùa xuân. Xuất bản năm 1978 này. Khi mà các bạn chú ý đến hoàn cảnh sáng tác thì các bạn lưu tâm giúp cô hai thông tin này nhé. Thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác, thứ hai là xuất xứ của tác phẩm là được in trong tập thơ nào, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ có phần B này, đó chính là bố cục của bài. Các bạn sẽ thấy được rằng là bài thơ này thì chỉ có bốn khổ thơ thôi. Tuy nhiên thì bốn khổ thơ này thì lại đưa đến cho chúng ta một cái trình tự, một cái bố cục rất là rõ ràng cho bài thơ rồi. Bốn khổ thơ tương ứng với bốn phần và mỗi phần đưa đến cho chúng ta một cái cảm xúc rất là riêng, với những cái cách để diễn tả, để thể hiện cảm xúc thì cũng rất là tinh tế của tác giả nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ có khổ thơ thứ nhất, sẽ là nội dung là tác giả đứng trước lăng, cảm giác của tác giả khi mà được đến thăm lăng Bác là gì, được chưa nhỉ? Khổ thứ hai thì sẽ là cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng này. Khổ thứ ba thì sẽ là cảm xúc của tác giả khi mà vào trong lăng rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có khổ thơ thứ tư là những cảm xúc của tác giả khi mà phải rời lăng Bác để có thể trở về miền Nam. Như vậy các bạn sẽ thấy được rằng là bốn khổ thơ thì đưa đến cho chúng ta bốn cái vị trí khác nhau của tác giả, và giống như là hành trình của một cái cuộc viếng thăm vậy. Tác giả đưa đến chúng ta, tác giả dẫn dắt chúng ta theo một cái cuộc viếng thăm đó. Và cùng với cái cuộc viếng thăm đó thì chúng ta có thể hiểu rõ ràng được rằng là cảm xúc của tác giả, cái tâm trạng của tác giả thì đang được diễn biến như thế nào, đúng không? Các bạn hãy chú ý đến bố cục bốn phần nhé. Bố cục bốn phần của bài thơ này. Và bốn phần đó thì sẽ là cảm xúc khi đến lăng này. Cảm xúc khi đến lăng của tác giả này. Tiếp theo thì sẽ là cảm xúc khi mà tác giả đứng trước lăng Bác này. Tiếp theo thì sẽ là cảm xúc khi vào trong lăng. Và cuối cùng thì sẽ là cảm xúc của tác giả khi mà rời lăng này. Như vậy là với bốn cái phần được phân chia rất là rõ ràng như thế này thì các bạn cũng có thể nhìn nhận được rất là rõ về mạch cảm xúc của bài thơ rồi, đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, tìm hiểu chi tiết để xem được rằng là cái cảm xúc của tác giả thì được thể hiện tinh tế, được thể hiện sâu sắc như thế nào qua bốn khổ thơ. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là qua cái việc thể hiện cảm xúc đó của tác giả thì chúng ta biết được rằng là cái lòng trân trọng, quý mến và ngợi ca của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là như thế nào nhé.
Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ở trong phần hai la mã tìm hiểu chi tiết về tác phẩm này. Với phần đầu tiên nhé, đó chính là những cái cảm xúc của nhà thơ khi mà đến Lăng Bác. Các bạn sẽ thấy được rằng là vào cái thời điểm năm 1976, đó chính là đất nước ta thì mới được hòa bình, mới được thống nhất thôi. Và lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vừa mới được xây xong. Ở trong cái hoàn cảnh đó thì những cái người dân ở miền Nam được ra để thăm Lăng Bác Hồ thì dường như đó là một cái sự vinh hạnh rồi. Và chúng ta sẽ xem rằng là tác giả thì kể về cái việc là mình được ra Hà Nội và thăm Lăng Bác thì có những cảm xúc như thế nào nhé. Câu thơ đầu tiên này thì đưa đến cho chúng ta một cái nội dung dường như là đang muốn thông báo với chúng ta. Đó chính là con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác nhé. Các bạn hãy chú ý đến câu thơ đầu tiên này. Con ở miền Nam. Con ở miền Nam này. Ra thăm Lăng Bác. Ở trong cái câu thơ này thì ấn tượng đầu tiên của chúng ta sẽ thấy được rằng là dường như tác giả đang có một cái sự thông báo về việc là tác giả đã đến thăm lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi. Tuy nhiên, ở cái câu thơ này thì lại gợi đến cho chúng ta một cái cảm xúc, một cái nỗi niềm khác. Đó là một cái sự yêu quý, một cái sự trân trọng của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và với tất cả những cái tấm lòng yêu quý, cái sự trân trọng đó thì tác giả đang muốn báo với Chủ tịch Hồ Chí Minh là con đã có dịp đến ra thăm bác đây rồi, đúng nhỉ? Để các bạn hãy chú ý, đó chính là lời thơ này thì gần giống như là thông báo. Phần giống như lời thông báo nhưng lại gợi lên cảm xúc, nhưng lại gợi lên cảm xúc này. Đó chính là yêu quý này, kính trọng này, và đồng thời rất là gần gũi của tác giả dành cho Hồ Chí Minh nhé, dành cho bác này. Các bạn sẽ thấy được rằng là giống như là tác giả chỉ là đến thăm, đến chơi cùng với một người thân của mình thôi. Và cái việc, cái sự thân thiết, cái sự gần gũi của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì được thể hiện rất là rõ ràng qua từ thăm và từ con ở đây nhé. Thì chúng ta hãy cùng chú ý đến từ con đầu tiên này. Từ con ở đây thì đưa đến cho chúng ta một cái cách xưng hô của những cái người thân ở trong gia đình, đúng không? Tác giả thì không sử dụng một cái từ nào khác mà lại dùng từ con với chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là dường như tác giả đã coi bác chính là một cái người thân ở trong gia đình của mình. Vì vậy nên là với cái tình cảm giữa những người thân trong gia đình thì đó là một cái sự trân trọng, yêu mến, đồng thời thì cũng rất là gần gũi và giản dị, đúng không? Các bạn hãy chú ý đó nha, gợi cho chúng ta cảm giác là gần gũi này, giản dị này. Tiếp theo đó là từ thăm. Nếu như với một người mà đã khuất rồi, với trường hợp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đây là bác đã đi xa rồi, tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tác giả lại không dùng từ viếng mà tác giả lại dùng từ thăm, giống như việc là bác Hồ thì vẫn còn sống mãi và chúng ta thì chỉ đến giống như là một cái lời thăm hoặc là gửi đến người những cái lời chúc sức khỏe thôi, đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy chú ý là từ thăm ở đây thì giúp cho tác giả có thể là giảm bớt đi, giống như là một cái sự nói giảm nói tránh vậy, giảm bớt đi cái sự đau đớn về cái sự mất mát khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã ra đi rồi. Các bạn hãy chú ý từ thăm ở đây là giảm bớt này, có tác dụng giảm bớt sự đau đớn này, mất mát này. Với cái cảm xúc như vậy thì chúng ta có thể hiểu được cái tấm lòng mà tác giả muốn gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Đó là một cái sự yêu kính này, một cái sự kính trọng này. Và rõ ràng rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù đã đi xa rồi, tuy nhiên thì tác giả vẫn còn tưởng tượng, tác giả vẫn còn cảm thấy dường như Bác Hồ thì vẫn luôn luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Để các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là hai câu thơ này. À, câu thơ đầu tiên này, cô xin lỗi nhé. Câu thơ đầu tiên thì đã đưa đến cho chúng ta cái cảm xúc
đó chính là tác giả được từ miền Nam ra thăm Lăng Bác ở trong cái hoàn cảnh đó chính là đất nước vừa mới giải phóng, đất nước vừa mới được thống nhất này, thì dường như là cái việc mà những cái người con của miền Nam ra thăm Lăng Bác giống như là đang báo với Bác Hồ một tin vui vậy, đúng không? Các bạn hãy chú ý này, nhận xét ở đây đó chính là tác giả này giống như đại diện của những người con miền Nam này, đại diện của những người con miền Nam này được ra Hà Nội thăm lăng và báo công với Bác, và báo công với Bác này. Vì vậy nên là ở đây thì cái lời mà giới thiệu như thế này, một cái lời gần như là thông báo như thế này, không chỉ gợi lên cho chúng ta một cái cảm xúc của nhà thơ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu, mà dường như ở trong đó thì còn chất chứa một cái sự tự hào của tác giả khi mà tác giả đang là một cái người mà đại diện của những người con miền Nam ra thăm Lăng Bác và báo công với Bác về cái sự độc lập, cái sự thống nhất hoàn toàn của dân tộc rồi, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Đó chính là chúng ta thấy cái hình ảnh đầu tiên tác giả ấn tượng nhất khi mà đến với Lăng này. Hình ảnh mà tác giả ấn tượng nhất khi mà đến với Lăng ở đây đó chính là hình ảnh hàng tre, đúng không? Chúng ta có này, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát này, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát này, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, đúng không? Và gì nữa, chúng ta sẽ có câu thơ ở phần cuối, đó chính là bão táp mưa sa đứng thẳng hàng này, đứng thẳng hàng. Ở đây thì tác giả không chỉ là đưa đến cho chúng ta một cái sự miêu tả về ấn tượng của mình khi đến với Lăng Bác, đó chính là sự ấn tượng về những hàng tre xanh bát ngát và đứng thẳng hàng đâu, mà dường như tác giả còn đưa đến cho chúng ta rất nhiều những cái nội dung khác, vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Và chúng ta sẽ cùng chú ý xem rằng là cảm xúc của tác giả khi mà nhìn thấy hình ảnh hàng tre thân thường đó là gì nhé. Chúng ta sẽ có đó là hán từ ôi này, hán từ ôi. Hán từ này thì được đặt ngay ở đầu dòng thơ và còn đi kèm với một dấu chấm cảm nữa, thì các bạn sẽ thấy được rằng là với cái dòng thơ ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam thì các bạn cũng sẽ thấy được rằng là tác giả dường như là có một cái lời thốt lên rằng là chúng ta lại bắt gặp được những cái hình ảnh quen thuộc đó của đất nước, của dân tộc ở ngay vị trí này, ở ngay cái khu vực của Lăng này, đúng không? Để các bạn hãy chú ý đó chính là cái sự ngạc nhiên này, đồng thời thì sẽ là xúc động của tác giả khi mà nhìn thấy hình ảnh hàng tre thân thuộc với đất nước, với con người Việt Nam thì hiện hữu ngay ở nơi đây, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là khi mà chúng ta phân tích về hình ảnh hàng tre này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hàng tre khi mà đứng từ xa tác giả đã chú ý, đã nhìn thấy nó rồi, đó chính là đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Và khi mà càng tiến lại gần, càng đi đến gần thì tác giả đã thấy được rằng là cái hàng tre này thực sự là đã hiện hữu ở nơi đây, và tác giả thấy được rằng là dường như tất cả những cái gì mà những cái phẩm chất mà đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của con người Việt Nam thì đã được thể hiện, đã được chất chứa ở trong những cây tre này rồi, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, ý nghĩa của hình ảnh cây tre nhé, hình ảnh cây tre này. Cây tre là một cái loài cây mà biểu tượng cho dân tộc Việt Nam, biểu tượng cho cái sự kiên cường này, bất khuất của dân tộc Việt Nam và cho cái sức sống mãnh liệt, cái sức sống bất diệt của con người Việt Nam, đúng không? Vì vậy nên là khi mà nhìn thấy cái hàng tre ở đây thì dường như là có một cái sự xúc động, một cái sự thân thuộc đã trào lên trong tác giả. Các bạn sẽ thấy hình ảnh cây tre thì sẽ là hình ảnh biểu tượng cho dân tộc Việt Nam này, biểu tượng cho dân tộc Việt Nam này.
Vậy cây tre thì sẽ biểu hiện cho những cái đức tính gì, những phẩm chất gì nhỉ? Chúng ta sẽ có ngành cây tre thì sẽ biểu tượng cho cái sự cần cù này, hoặc là biểu tượng cho sự bất khuất, cho cái sức sống mãnh liệt của con người, của dân tộc Việt Nam đúng không? Các bạn hãy chú ý đến cái đức tính, cái phẩm chất đó chính là kiên cường này, bất khuất này, đến cái sức sống mãnh liệt này, sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Và tất nhiên rồi, với cái ý nghĩa biểu tượng như vậy thì chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao mà tác giả lại có cái sự xúc động đến như vậy khi mà nhìn thấy hình ảnh hàng tre hiện hữu ở cái khu vực lăng của Bác Hồ đúng không? Đây, các bạn hãy chú ý đó là với cái đoạn thơ đầu tiên, với hồi thơ đầu tiên thì các tác giả đã đưa đến cho chúng ta cái cảm xúc đó chính là tác giả thì thực sự xúc động khi mà đứng trước lăng của Bác, khi mà đến với lăng của Bác. Đặc biệt là khi mà đến với lăng của Bác thì tác giả có một cái cảm xúc đó là rất là gần gũi, thân thuộc với Bác Hồ, giống như là việc đến thăm một người thân trong gia đình của mình vậy. Đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà đến khu vực của lăng thì tác giả đã nhìn thấy cái hình ảnh hàng tre. Và các bạn có một điều mà cô muốn nhắc với các bạn chú ý đó chính là ở đầu bài thơ khi mà đến thăm lăng Bác thì tác giả đã đưa đến với chúng ta hình ảnh hàng tre. Đó là ấn tượng đầu tiên của tác giả khi mà đến với lăng. Thì các bạn hãy chú ý xem rằng là cái hình ảnh hàng tre hay là hình ảnh cây tre thì có lặp lại ở trong bài thơ này một lần nào nữa hay không, và chúng ta sẽ chú ý để xem rằng là nếu như có sự lặp lại đó thì tác dụng của nó là gì nhá. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai để xem rằng là đứng trước lăng thì tác giả sẽ có cảm xúc như thế nào này. Tiếp theo, với cái cuộc hành trình của một cuộc viếng thăm như thế này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến những cái cảm xúc của nhà thơ khi mà đứng trước lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Các bạn lưu ý một chút, đó chính là ở trong ngay cái dòng thơ đầu tiên thì chúng ta đã thấy xuất hiện một cái biện pháp tu từ, và cái biện pháp tu từ này thì đã đưa đến cho chúng ta một cái nội dung, một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Các bạn hãy chú ý đến hai dòng thơ, đó chính là ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ này. Đầu tiên các bạn hãy chú ý đó chính là ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Đi qua trên lăng này. Ở trong phần này thì các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là hình ảnh mặt trời ở đây là hình ảnh được sử dụng với cái nghĩa thật. Và nghĩa của mặt trời ở đây chính là mặt trời của tự nhiên, mặt trời mang đến cái nguồn sáng cho trái đất và là một cái mặt trời mà mang đến nguồn sống cho tất cả mọi sinh vật đúng không? Các bạn hãy chú ý đến hình ảnh mặt trời ở đây này, đó là được dùng với nghĩa gốc này. Với nghĩa gốc này. Nghĩa gốc có nghĩa là mặt trời của tự nhiên này. Của tự nhiên. Và mang lại nguồn sống này. Mang lại ánh sáng, mang lại nguồn sống cho vạn vật. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến dòng thơ ngay sau đó, chúng ta thấy có thêm một hình ảnh mặt trời nữa xuất hiện, đó chính là thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ nhá. Chú ý này, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ở đây chúng ta hãy chú ý đến hình ảnh mặt trời thứ hai, mặt trời trong lăng rất đỏ ở đây chính là một cái hình ảnh ẩn dụ nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là ý mà tác giả muốn nói với chúng ta ở đây chính là Bác Hồ là người mà đã tìm ra con đường để có thể là đưa cái cuộc cách mạng của chúng ta đến với thắng lợi đúng không? Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là với cái con đường cách mạng đó thì nhân dân ta đã rất là trung thành với lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và với cái thời điểm của lúc đó là năm 1976 thì cái lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn khi mà đã đưa cái con thuyền cách mạng của chúng ta đến với thắng lợi. Và cái cuộc kháng chiến của chúng ta thì đã giúp cho dân tộc hoàn toàn được thống nhất Nam Bắc sum họp một nhà đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy chú ý đó chính là tác giả thì đã sử dụng một cái hình ảnh ẩn dụ để có thể nói với chúng ta về
cái vai trò quan trọng của Bác Hồ đối với toàn thể dân tộc đúng nhá. Các bạn sẽ thấy được rằng là mặt trời trong loang rất đỏ là một hình ảnh ẩn dụ. Tác giả thì lại không nói rõ với chúng ta, không đưa đến với chúng ta một cái phép so sánh ví dụ như là Bác Hồ như là vầng mặt trời của dân tộc Việt Nam, mà tác giả thì lại nói với chúng ta rằng là mặt trời đi qua trên lăng thì lại thấy một mặt trời ở trong lăng rất đỏ, thì mặt trời ở trong lăng này chính là Bác Hồ nhé. Chúng ta sẽ có này, đây là một hình ảnh ẩn dụ và đây chính là mặt trời mà soi sáng cho dân tộc Việt Nam, sưởi ấm những cái trái tim của người dân Việt Nam, và vầng mặt trời ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không? Các bạn chú ý này, đây là một hình ảnh ẩn dụ và chúng ta hãy giải thích nghĩa cho mặt trời ở đây chính là vầng mặt trời mà soi sáng cho nhân dân Việt Nam nhé. Vầng mặt trời này soi sáng cho con đường cách mạng này, con đường cách mạng của dân tộc, và cũng chính là cái vầng mặt trời này sưởi ấm cho những trái tim con người Việt Nam. Như vậy là với cái hình ảnh ở trong hai câu thơ này, một hình ảnh mặt trời của tự nhiên được dùng với nghĩa gốc và một hình ảnh mặt trời được dùng với ý nghĩa ẩn dụ, thì các bạn có thể thấy được rằng là tác giả thì đang muốn ca ngợi cái công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc chúng ta đúng nhá. Các bạn hãy chú ý đó chính là tác giả này ca ngợi lý tưởng này, ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh này đối với dân tộc. Nếu như các bạn muốn phân tích, các bạn có muốn có một cái sự mở rộng khi mà chúng ta làm bài văn phân tích về bài thơ này, thì các bạn có thể mở rộng, các bạn có thể liên hệ với hình ảnh mặt trời được sử dụng ở trong cái bài thơ Khoan Du Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ đúng không? Các bạn sẽ thấy có hai dòng thơ, đó chính là mặt trời của bác thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, thì rõ ràng là cũng với hình ảnh mặt trời của tự nhiên và hình ảnh mặt trời là đứa con của người mẹ dân tộc Tà ôi, thì những cái nội dung mà tác giả cũng đưa đến với chúng ta rất là sâu sắc. Các bạn có thể mở rộng, các bạn có thể liên hệ để xem rằng là cùng với hình ảnh mặt trời thì các tác giả đã đưa vào trong bài thơ của mình như thế nào nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái câu thơ sau này, đó chính là khi mà chúng ta khẳng định Bác Hồ là một mặt trời của dân tộc Việt Nam, thì cô mong rằng là các bạn hãy đưa đến cái phần nhận xét cho nội dung này, đó chính là tác giả thì ca ngợi lý tưởng này, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, đồng thời thì tác giả cũng muốn khẳng định với chúng ta được rằng là cái hình ảnh của Bác Hồ này, nhân vật Hồ Chí Minh thì sẽ là luôn luôn là người trường tồn cùng với dân tộc Việt Nam. Mặt trời Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ luôn luôn song song trường tồn cùng với mặt trời của tự nhiên đúng không? Và người thì sẽ luôn luôn tỏa cái ánh sáng này, tỏa cái sức ấm nóng của tình yêu thương đối với dân tộc chúng ta đúng không? Các bạn hãy chú ý này. Đây chúng ta sẽ cùng nhận xét nhé. Nhận xét ở đây thì chúng ta hãy chú ý đó chính là nhà thơ thì đã đặt mặt trời ẩn dụ là Bác Hồ thì luôn luôn sóng đôi và trường tồn cùng với mặt trời của tự nhiên này. Tác giả thì đã đặt mặt trời ẩn dụ là Bác Hồ. Mặt trời ẩn dụ là Bác Hồ này. Sóng đôi với hình ảnh mặt trời. Với hình ảnh mặt trời của tự nhiên này. Qua đó thì tác giả muốn khẳng định với chúng ta về việc đó chính là Bác Hồ thì sẽ luôn luôn là một tư tưởng, lý tưởng của Bác Hồ thì sẽ luôn luôn tỏa sáng đối với con đường cách mạng của dân tộc chúng ta. Và đồng thời thì cái tình yêu thương của Bác Hồ thì sẽ luôn luôn sưởi ấm trái tim của những con người Việt Nam đúng không? Các bạn hãy chú ý đến ánh sáng của lý tưởng và cái sức ấm nóng này trong tình yêu thương
của bác này, trong tình yêu thương của bác dành cho con người, dành cho dân tộc Việt Nam nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý, đó chính là hai dòng thơ sau thì đưa đến cho chúng ta hình ảnh, đó chính là khi mà tác giả đứng ở trước lăng thì tác giả đã ngắm nhìn, tác giả đã quan sát hình ảnh dòng người đi vào lăng viếng bác. Và chúng ta có hai câu thơ, đó chính là ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết chẳng hoa dâng 79 mùa xuân này. Chúng ta hãy chú ý đến câu thơ, đó chính là ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ nhé. Dòng người mà tác giả muốn nói đến ở đây chính là việc mà những cái người đang xếp hàng để có thể được vào lăng viếng bác, đúng không nhỉ? Đồng thời thì các bạn sẽ thấy nhịp thơ ở đây nhé, đó chính là ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ. Thì nhịp thơ ở đây là nhịp thơ được ngắt nhịp đều 2-2, thì giống như là những cái bước chân rất là nhẹ nhàng, chậm rãi của đoàn người khi mà đi vào lăng viếng bác, đúng không nhỉ? Các bạn hãy chú ý, đó chính là nhịp thơ chậm này, nhịp thơ chậm như cái sự lặng lẽ này, nhẹ nhàng này của đoàn người. Đoàn người đi vào lăng viếng bác trong cái sự lặng lẽ, trong cái sự nhẹ nhàng, dường như là mọi người muốn nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến cái hình ảnh tràng hoa nhé. Tràng hoa ở đây thì chúng ta có thể hiểu cái hình ảnh này theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó chính là khi mà những cái đoàn người vào lăng viếng bác thì mang theo những cái tràng hoa để có thể dâng lên 79 mùa xuân, 79 năm cuộc đời đã cống hiến cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Tuy nhiên thì cũng có một cái cách hiểu khác, một cái cách hiểu biểu tượng khác mà các bạn có thể suy luận ở trong trường hợp này, đó chính là hình ảnh những cái dòng người xếp hàng đi rất là chậm, rất là lặng lẽ vào lăng viếng bác thì giống như là mọi người đang kết thành cái tràng hoa để dâng lên cả cái cuộc đời cống hiến cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vậy, đúng không? Thì các bạn hãy chú ý đến cái hình ảnh tràng hoa này nhé. Chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa nhé. Hiểu theo hai nghĩa này. Nội dung của phần này thì cô vừa mới giảng với các bạn rồi, thì các bạn hãy chú ý ghi lại cái nội dung này, hai cái nghĩa để có thể hiểu rõ được về hình ảnh tràng hoa nhé. Đồng thời thì các bạn hãy chú ý, đó chính là 79 mùa xuân này, 79 mùa xuân. Ở đây thì cái cụm từ 79 mùa xuân đã được người làm sách giáo khoa đưa đến với các bạn với phần chú thích, đó chính là Bác Hồ qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, hưởng thọ 79 tuổi. Và trong di chúc thì bác viết rằng là nay tôi đã ngoài 70 xuân, đúng không? Thì các bạn hãy chú ý, đó chính là 79 mùa xuân này là đang biểu tượng cho 79 năm cuộc đời mà gắn bó với dân tộc, dành trọn cho dân tộc, dành trọn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ và luôn luôn biết ơn đến cả cuộc đời mà cống hiến và hy sinh của Hồ Chí Minh, đúng không? Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn phần 3 để chúng ta có được cái cảm xúc khi mà tác giả vào trong lăng viếng bác là như thế nào nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến phần thứ 3, đó chính là cảm xúc của tác giả khi mà được vào trong lăng viếng bác nhé. Các bạn chú ý một chút là ở một số các văn bản hoặc là một số các cuốn sách mà có hướng dẫn với các bạn về việc là gộp phần khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3 lại để chúng ta có được cái nội dung là cảm xúc khi mà tác giả được vào lăng viếng bác, thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái cách phân chia đó cũng được nhé. Tuy nhiên thì với 4 khổ thơ ở trong bài này thì cô phân chia rõ ràng với 4 phần cho các bạn tiện theo dõi. Thì chúng ta sẽ có phần thứ 3, đó chính là cảm xúc của tác giả khi mà vào lăng viếng bác. Thì các bạn hãy chú ý này, đó chính là ở trong cái phần này thì tác giả đang sử dụng một cái biện pháp nghệ thuật ẩn dụ cho hai dòng thơ đầu tiên, đó chính là bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền nhé. Các bạn hãy chú ý đến cụm từ, đó chính là giấc ngủ bình yên này. Như cô đã nói với các bạn rồi đấy, thì mặc dù là Bác Hồ đã ra đi mãi mãi, tuy nhiên thì đối với những người con Việt Nam vẫn luôn luôn nghĩ rằng là Bác Hồ nằm trong lăng chỉ giống như là một cái giấc ngủ thôi,
người đang có được có một cái sự yên tĩnh, một cái sự tĩnh lặng đầy yên bình khi mà đã dành cả cuộc đời cống hiến đầy những cái gian truân vất vả, đúng không? Đây các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả thì đưa đến cho chúng ta một cái cảm giác rất, một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng khi mà nói với chúng ta về việc là Bác Hồ nằm đó giống như là đang ngủ vậy, đúng không? Thì các bạn hãy chú ý ở đây, đó chính là tác giả thì đang dùng một cái cách nói giảm, nói tránh để chúng ta thấy được rằng là cái niềm tin của nhân dân Việt Nam, niềm tin của tác giả về việc là Bác Hồ vẫn còn sống mãi, đúng không? Chúng ta sẽ thấy là cách nói giảm này, cách nói giảm, nói tránh này, thì cho chúng ta cảm giác, cho chúng ta cảm giác Bác chỉ đang có một giấc ngủ yên bình này, một giấc ngủ yên bình. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là ở trong hai dòng thơ này các bạn sẽ thấy đó chính là Bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền nhé. Các bạn hãy chú ý đến cái câu thơ đó chính là giữa một vầng trăng sáng dịu hiền này, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Với cái dòng thơ này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái biện pháp nghệ thuật ẩn dụ thì được sử dụng rất là tinh tế này. Và chúng ta sẽ cùng chỉ ra xem rằng là biện pháp ẩn dụ thì đang có ở từ hay là cụm từ nào và có tác dụng như thế nào nhé. Các bạn chú ý đó chính là cuộc đời của Bác Hồ thì đã được tác giả so sánh ở cái phần thơ trên, ở những câu thơ trên như là vầng mặt trời, đúng không? Và giấc ngủ của Bác thì lại được tác giả ví như là một vầng trăng. Thì ở đây chúng ta thấy cái biện pháp ẩn dụ muốn nói đến rằng là cái giấc ngủ của Bác thì giống như là một cái vầng trăng vậy. Bác đã trở nên bất tử, Bác đã trở nên hòa nhập với trời xanh. Và tác giả thì đang sử dụng rất là nhiều những cái hình ảnh kỳ vĩ để có thể nói về Bác. Ví dụ như là vầng trăng này, trời xanh này. Và những cái hình ảnh kỳ vĩ nhất này của tự nhiên thì đã được đưa đến nối tiếp nhau để cho chúng ta thấy được rằng là cái sự kính yêu và cái lòng ca ngợi của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vẫn luôn luôn vĩ đại, luôn luôn cao cả trong lòng, trong cái tâm trí của mỗi chúng ta. Đấy, các bạn hãy chú ý đó chính là tác giả này thì đang có một cái sự ví von này, giấc ngủ của Bác, của Bác này thì yên bình như vầng trăng, tuy nhiên có một điều mà tác giả đã khẳng định, tác giả đã nhấn mạnh với chúng ta ở đây, đó chính là vầng trăng ở đây không chỉ là yên bình, không chỉ là đưa đến cho chúng ta cảm giác dịu hiền đâu, mà vầng trăng đó thì vẫn luôn sáng, đúng không? Cái việc mà đưa đến cho chúng ta cái sự miêu tả về vầng trăng sáng dịu hiền ở đây thì đã thể hiện được cái lòng ca ngợi của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý thêm một nội dung nữa, đó chính là tác giả thì đã đưa đến cho chúng ta rất là nhiều những cái hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên, đó chính là hình ảnh vầng trăng này, hình ảnh trời xanh này, nối tiếp nhau như vậy để làm nổi bật sự cao cả, sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhé. Các bạn hãy chú ý đó chính là tác giả này thì đưa đến nhiều những hình ảnh này kỳ vĩ, và những cái hình ảnh này thì được sắp xếp liên tiếp nhau, ví dụ như là hình ảnh vầng trăng này, hình ảnh trời xanh này, thì đã nhấn mạnh sự lớn lao này và vĩ đại của Bác.
Tuy nhiên các bạn có thể thấy được rằng là tiếp nối với cái cảm xúc đó, tiếp nối với cái cảm xúc đang nhấn mạnh với chúng ta rằng là Bác Hồ vô cùng là lớn lao, vĩ đại, thì tác giả lại ngay lập tức đưa đến cho chúng ta một cái cảm xúc xúc động hơn rất là nhiều. Đó chính là dẫu biết trời xanh là mãi mãi, dẫu biết trời xanh là một cái sự vật, một cái việc, đó chính là trường tồn mãi mãi cùng với thời gian, đúng nhờ. Tuy nhiên tác giả lại như nghe thấy nhói ở trong tim. Các bạn hãy chú ý một chút nhé. Đó chính là tác giả thì đang đưa đến với chúng ta một cái sự đối lập này, đưa đến sự đối lập. Ở phía trên thì chúng ta thấy được rằng là tác giả thì khẳng định được rằng Bác Hồ thì giống như Bác Hồ thì đang nằm ngủ giống như là một cái vầng trăng sáng dịu hiền. Tuy nhiên tiếp tục với cái mạch cảm xúc đó thì tác giả lại đưa đến cho chúng ta một cái sự đối lập, đó chính là vẫn biết trời xanh là mãi mãi nhưng vẫn nghe nhói nhất. Chúng ta sẽ có này, trời xanh là mãi mãi này, tuy nhiên thì vẫn cảm thấy nhói ở trong tim. Ở trong phần này thì tác giả đã đưa đến với chúng ta một cái sự đối lập, và cái sự đối lập này thì đã thể hiện với các bạn rất là rõ rằng là cái sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm thì luôn luôn có cái sự thương tiếc nhớ nhung dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì lý trí vẫn luôn dặn với lòng mình, luôn khắc ghi một điều rằng là Bác Hồ thì vẫn luôn luôn còn trường tồn mãi trong sự nghiệp, trong cái tâm hồn, trong tấm lòng, trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, đúng không? Vì vậy nên là cái sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí ở đây thì đã làm nổi bật lên cái lòng tiếc thương vô hạn của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Các bạn hãy chú ý này, đó chính là cái sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn giữa tình cảm này và lý trí này. Cô nhắc lại với các bạn nhé, đó chính là lý trí thì dặn lòng có một cái sự tin tưởng rằng Bác Hồ thì vẫn luôn luôn sống mãi với sự nghiệp của chúng ta. Tuy nhiên thì tình cảm ở đây đó chính là một cái sự đau nhói, đau thắt ở trong lòng khi mà biết rằng là Bác Hồ đã rời xa chúng ta mãi mãi, đúng nhá. Vì vậy nên các bạn hãy chú ý rằng ở đây chúng ta có một sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí, và cái sự mâu thuẫn này thì đã thể hiện cho chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng đó chính là cái sự tiếc nuối vô hạn của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận này, cảm nhận thấy rõ ràng cái sự tiếc nuối vô hạn này, sự tiếc nuối vô hạn của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng nhá. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là chúng ta có mà sao nghe nhói ở trong tim nhé, câu thơ này, mà sao nghe nhói ở trong tim. Nếu như với cái hình thức của một câu như thế này, có những cái từ giống như là từ sao, từ mà kết hợp lại với nhau, mà sao nghe nhói ở trong tim, thì lẽ ra chúng ta phải có một cái câu nghi vấn, một câu hỏi cơ. Tuy nhiên thì ở đây tác giả lại đưa đến với chúng ta một câu cảm thán rằng mà sao nghe nhói ở trong tim, để tác giả khẳng định với chúng ta cái cảm xúc đau đớn, cái lời thơ như là nghẹn lại của tác giả, đúng nhá. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái sự chuyển đổi cảm giác được tác giả đưa đến ở trong dòng thơ này, đó chính là cái sự nhói đau thì sẽ chỉ cảm nhận được thôi, tuy nhiên thì tác giả lại dường như đang nghe thấy cái sự nhói đau đó. Có nghĩa là cái lời thơ ở đây thì rất là nghẹn ngào và tâm trạng của tác giả thì vô cùng là đau đớn. Đặc biệt các bạn sẽ thấy được rằng là dường như cái sự đau đớn đó còn khiến cho tai của tác giả còn nghe thấy cái sự nhói đau lên của con tim, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn hãy thấy rằng là lời thơ này của tác giả thì như nghẹn lại này và thể hiện cái nỗi đau quặn thắt này, không thể che giấu được, không thể giấu giếm được.
không thể giấu được. Ở bên trên thì chúng ta thấy được rằng là lý trí của tác giả thì luôn luôn muốn dặn với lòng mình rằng Bác Hồ vẫn còn sống mãi, Bác Hồ vẫn luôn tồn tại, trường tồn mãi, giống như là mặt trời, giống như là mặt trăng, là những cái thứ vĩnh hằng của vũ trụ, đúng không? Tuy nhiên ở dưới khi mà chúng ta phân tích những dòng thơ này thì chúng ta thấy được rằng là những cái dòng thơ, những cái lời thơ thì như nghẹn lại, và cái câu có cái hình thức của một câu cảm thán ở đây thì đã thể hiện rất là rõ ràng cái tình cảm, cái nỗi đau quặn thắt của tác giả, một cái nỗi đau không thể giấu giếm được ở tác giả khi mà nhận thức, khi mà ý thức được về cái việc là Bác Hồ thì đã ra đi rồi, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái khổ thơ cuối cùng để xem được rằng là với cái tình cảm đó, với cái sự kính yêu, trân trọng đó dành cho Bác Hồ thì khi mà phải rời lăng, tác giả sẽ có những cảm xúc như thế nào nhé? Phần thứ tư ở trong bài ngày hôm nay, khi mà chúng ta phân tích về những cảm xúc của nhà thơ khi đến thăm Lăng Bác thì chúng ta sẽ có phần 4 nhỏ, đó chính là tâm trạng lưu luyến của nhà thơ khi mà phải rời xa Lăng Bác nhé. Vậy chúng ta hãy cùng chú ý đến khổ thơ cuối ở trang 59 này. Các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà tác giả đến với Lăng Bác ấy, thì tác giả có một cái lời thông báo, một cái lời gửi gắm tình cảm rất là gần gũi và giản dị, đó chính là con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Tuy nhiên ở trong phần này, khi mà với cái tâm trạng là phải rời Lăng Bác để trở về miền Nam thì tác giả tiếp tục có một cái lời thông báo nữa. Tuy nhiên thì cái lời thông báo này lại là một cái lời thông báo trong nước mắt, đúng không? Chúng ta sẽ có này: Mai về miền Nam thương trào nước mắt. Các bạn chú ý đến dòng thơ này: Mai về miền Nam. Thương trào nước mắt. Ở trong cái khổ thơ thứ ba, khi mà chúng ta phân tích đến tâm trạng của nhà thơ thì chúng ta đã cùng phân tích được rằng là cái giọng thơ của tác giả thì như nghẹn lại, và những cái xúc cảm của tác giả thì không thể giấu giếm nổi nữa. Tác giả đang rất là xúc động khi mà nghĩ đến khi mà có cái lòng thương cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Vậy thì ở trong phần này thì tác giả đã đưa đến với chúng ta một cái cảm xúc, đó chính là những cái cảm xúc của tác giả, những cái sự xúc động của tác giả thì tác giả không muốn giấu giếm nó đi nữa. Tác giả nói với chúng ta một cách rất là trực tiếp, đó là Mai về miền Nam thương trào nước mắt. Thì ở trong cái câu thơ này chúng ta thấy được rằng là cái tâm trạng, cái sự lưu luyến vịn dịn của tác giả khi mà phải rời xa Lăng, phải rời xa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà đưa đến cho chúng ta một cái câu dường như là thông báo, tuy nhiên thì chúng ta lại thấu hiểu rất là rõ tình cảm của tác giả như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự chân thành, cái sự xúc động của tác giả, đúng không? Các bạn chú ý một chút này, đó là câu thơ này cho thấy này sự lưu luyến này, sự lưu luyến bịn dị của tác giả khi phải rời lăng này. Và đồng thời thì chúng ta khẳng định cái tình cảm của tác giả, tình cảm của tác giả thì rất là chân thành này, rất chân thành, và đồng thời thì cũng rất là sâu sắc nhé. Cô nhắc lại với các bạn này, đó chính là với cái niềm xúc động về việc là ngày mai thì tác giả phải trở về miền Nam, phải rời xa Lăng Bác rồi, thì tác giả đã thể hiện rõ cho chúng ta thấy sự lưu luyến bịn dịn của mình khi mà phải rời Lăng. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái tình cảm, cái sự xúc động chân thành của tác giả, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng là cái biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng ở ba dòng thơ cuối cùng của bài thơ này thì nêu bật lên nội dung gì nhé. Các bạn chú ý đến biện pháp điệp ngữ này. Biện pháp điệp ngữ thì sẽ được thể hiện ở trong ba dòng thơ cuối, đó chính là muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏ hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chỗ này. Thì ở đây cái cụm từ muốn làm đã được lặp lại đến 3 lần ở đầu của ba dòng câu thơ thì cho chúng ta thấy được cái mong ước, cái khát khao đến cháy bỏng của tác giả khi mà mong muốn là được ở lại bên lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không?
Ê, chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là những cái ước mơ đó của tác giả là gì nhá. Đầu tiên thì sẽ là con chim này. Tác giả thì muốn được trở thành một con chim để có thể là mang cái tiếng hót của mình làm vui bên lăng của Bác Hồ, đúng nhá. Tiếp theo thì sẽ là đóa hoa này. Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây để mang chút hương sắc của cuộc đời làm đẹp, làm thơm thêm ở bên cái khung cảnh của lăng Bác, đúng nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chú ý đến hình ảnh cây tre trung hiếu nhé. Cây tre trung hiếu này. Cái hình ảnh cây tre là một hình ảnh rất là thân thuộc mà chúng ta đã thấy nó xuất hiện ở ngay từ đầu của bài thơ rồi. Thì ở đây, tác giả đang muốn khẳng định với chúng ta về việc đó chính là hình ảnh cây tre thì đang muốn khẳng định với chúng ta, trong tâm tưởng của tác giả thì tác giả luôn luôn mong muốn rằng mình sẽ được ở lại bên cạnh lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Đây, chúng ta sẽ thấy được rằng là trong tâm tưởng của tác giả thì luôn mong muốn này được ở lại bên Bác này. Như vậy là các bạn sẽ thấy biện pháp điềm ngữ và đồng thời thì được kết hợp với rất là nhiều những cái cụm từ, ví dụ như là hình ảnh con chim, đóa hoa hay là cây tre trung hiếu, thì đã giúp cho chúng ta hiểu được cái mong muốn của tác giả là gì, đúng không? Các bạn hãy chú ý biện pháp điềm ở từ muốn làm này. Cái từ muốn làm này thì được lặp lại đến 3 lần. Và đặc biệt là biện pháp điềm ngữ thì lại được tác giả sử dụng ở ngay đầu những cái dòng thơ này, thì cho thấy chúng ta có thể cho chúng ta thấy được tác giả đang muốn nhấn mạnh cái cảm xúc của mình, đang muốn nhấn mạnh cái tấm lòng của mình dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là tâm tưởng của tác giả thì luôn luôn mong muốn được ở cạnh bên Bác Hồ, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý này, chúng ta khẳng định ở trong phần này tác dụng của biện pháp điềm ngữ nhé. Đó chính là biện pháp điềm ngữ cùng với những cái hình ảnh rất là giản dị đối với con người Việt Nam, rất là giản dị, thân thuộc của chúng ta là hình ảnh con chim này, đóa hoa hay là cây tre trung hiếu, thì đã giúp cho chúng ta biết được rằng cái sự gắn bó của đồng bào miền Nam đối với Bác là như thế nào nhé. Các bạn chú ý này, biện pháp điệp này. Biện pháp điệp. Và hình ảnh này, hay các bạn có thể dùng đó là chi tiết thơ này. Chi tiết thơ thì rất là giản dị, thì đã cho chúng ta thấy được cái tình cảm, cái sự gắn bó gần gũi của đồng bào miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Cho chúng ta thấy này, sự gắn bó này, yêu thương này của không chỉ riêng tác giả ở đâu mà của đồng bào miền Nam này, đồng bào miền Nam đối với Bác. Đồng thời có một điều nữa mà cô muốn nhấn mạnh với các bạn, đó chính là ngay từ khi mà tác giả đến lăng ấy, thì ấn tượng đầu tiên của tác giả đó chính là tác giả thấy ở khuôn viên, ở xung quanh lăng thì xuất hiện những cái hàng tre xanh xanh, đúng không? Và bão táp mưa sa đứng thẳng hàng đã cho thấy, đó cho chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái cây tre này, những hàng tre này thì đang là một cái sự biểu tượng cho dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên cường và anh dũng, tràn đầy sức sống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hình ảnh cây tre, hình ảnh hàng tre này thì được lặp lại một lần nữa ở câu thơ cuối, đó là muốn làm cây tre trung hiếu chốn này, muốn làm cây tre này, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này này. Ở phần này thì chúng ta thấy xuất hiện một cái phần chú thích của sách giáo khoa, và phần chú thích trang 60 thì đã đưa đến cho chúng ta cái phần chú thích, đó chính là phần chú thích cho từ trung hiếu, đó chính là trung hiếu là hai phẩm chất quan trọng trong đạo đức của con người. Dưới xã hội phong kiến xưa thì kẻ làm tôi phải trung thành với vua, với chủ, và con cái thì phải hiếu thảo với cha mẹ.
Ngày nay thì trung và hiếu còn được vận dụng ở trong những cái giá trị đạo đức rộng lớn hơn, ví dụ như là trung với nước, hiếu với dân. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà chúng ta có phần mở đầu bài thơ, chúng ta đã phân tích về việc là tác giả có một cái sự gần gũi thân thiết đối với Bác Hồ, mà cái tình cảm này chúng ta cảm thấy giống như là tình cảm của những cái người cùng chung dòng máu, cùng chung huyết thống và cùng chung một gia đình vậy, đúng không? Vì vậy nên là ở trong cái phần cuối này, khi mà xuất hiện từ cây tre trung hiếu, thì các bạn sẽ thấy được rằng là dường như cái tình cảm của tác giả, cái sự thân thiết của tác giả với Bác Hồ, cái mong muốn gắn bó của tác giả với Bác Hồ thì được nhấn mạnh thêm một lần nữa qua cái từ trung hiếu này, đúng không? Ở đây thì vừa là trung thành với cái lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đường dẫn lối, đồng thời thì cũng là một cái sự hiếu thảo, giống như là con người ta thì luôn luôn cố gắng để có thể là trau dồi, để có thể rèn luyện bản thân, để có thể làm rạng rỡ cho những người đi trước, cho những bậc cha anh, đúng nhở? Vì vậy nên các bạn đã thấy được cái tấm lòng của tác giả thì được thể hiện rất là rõ qua khổ thơ cuối này, đặc biệt là qua dòng thơ cuối khi mà mong muốn được trở thành một cây tre trung hiếu, mãi mãi đứng ở bên cạnh lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Cô nhắc lại đó chính là với cái hình ảnh cây tre trung hiếu thì các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả không chỉ là một người gắn bó với dân tộc mà còn là một người luôn luôn mong muốn gắn bó gần gũi bên Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa nhé. Bạn hãy chú ý đến cái hình ảnh này, và đặc biệt đó là khẳng định sự xuất hiện này, sự xuất hiện một lần nữa của cây tre. Cái sự xuất hiện một lần nữa của cây tre ở phần cuối bài thơ giống như là một cái lời hứa của tác giả vậy. Cây tre Việt Nam thì luôn luôn có những cái phẩm chất tốt đẹp, đó chính là kiên cường, bất khuất này, vượt qua mọi cái gian nguy để có thể đến với bến bờ thắng lợi, luôn luôn xanh tươi chẳng hạn. Vì vậy nên là ở đây thì tác giả đã muốn khẳng định một lần nữa, đó chính là dường như tác giả có một lời hứa rằng sẽ tu dưỡng, rằng sẽ cố gắng để có được những cái phẩm chất tốt đẹp như vậy, như truyền thống của con người Việt Nam, đúng nhá. Thì các bạn hãy chú ý đó chính là ở cuối phần thơ này với ba dòng thơ cuối, Biện pháp điệp ngữ thì đã khẳng định với chúng ta cái sự gắn bó của con người miền Nam đối với Bác, và hình ảnh cây tre được lặp lại ở khổ thơ cuối này thì đã thể hiện mong muốn của tác giả, đó chính là ở trong tâm tưởng của tác giả thì luôn luôn mong muốn được ở cạnh bên Bác Hồ nhé. Ở đây hình ảnh cây tre ở dòng thơ cuối này khẳng định sự xuất hiện một lần nữa của hình ảnh cây tre, và thể hiện mong muốn trong tâm tưởng của nhà thơ là luôn luôn mong muốn ở cạnh Bác Hồ nhé. Thể hiện mong muốn này, mong muốn của nhà thơ là luôn được gắn bó và ở cạnh bên Bác Hồ này. Như vậy là cô đã hướng dẫn thì các bạn có thể phân tích được cả bốn khổ của bài thơ này. Khi mà phân tích xong bốn khổ của bài thơ thì chắc hẳn là các bạn cũng đã thấu hiểu được cái cảm giác, cái tâm trạng, cái sự xúc động của tác giả khi mà đến thăm lăng Bác Hồ rồi, đúng không nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tổng kết bài học nhé. Như thường lệ thì ở trong phần cuối của bài học chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những cái điểm đặc sắc cả về nội dung lẫn là nghệ thuật của bài nhé. Đầu tiên phần một nhỏ này thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến nội dung này. Như cô đã đưa đến với các bạn cái phần phân tích ở những cái phần trên rồi thì các bạn cũng đã cảm nhận được rất là sâu sắc và rõ ràng nội dung của bài thơ rồi, đúng không? Chúng ta thấy được rằng là ở trong bài thơ Viếng Lăng Bác này thì tác giả Viễn Phương đã thể hiện được một cái lòng thành kính, đồng thời đó là một cái niềm xúc động sâu sắc khi mà chính tác giả và mọi người, những người con của miền Nam thì đã được đến viếng thăm lăng Bác Hồ. Vì vậy nên các bạn hãy chú ý nhé, chúng ta khẳng định đó chính là lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của tác giả cũng như là những người con miền Nam khi mà được ra Hà Nội thăm lăng Bác Hồ này. Chúng ta sẽ có niềm thành kính, niềm thành kính và xúc động này, và xúc động sâu sắc của tác giả cũng như những người con miền Nam này
những người con miền Nam khi mà được ra thăm Lăng Bác. Đường đến thăm Lăng Bác này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý trong phần 2 đến những cái nghệ thuật đặc sắc của bài nhé. Phần 2 nghệ thuật này. Trong phần 2 này thì cô muốn chú ý với các bạn một chút, đó chính là khi mà đưa đến với các bạn bố cục của bài thơ thì cô đã nhắc nhở với các bạn rằng là bài thơ này thì có một cái bố cục, có một cái mạch cảm xúc giống như là hành trình của một cái cuộc viếng thăm, đúng nhỉ? Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái mạch cảm xúc của bài thơ thì đưa đến cho chúng ta một cái cấu trúc rất là rõ ràng. Đồng thời thì bài thơ được sử dụng những cái hình ảnh rất là kỳ vĩ, lớn lao. Kết hợp với đó là các biện pháp nghệ thuật được sử dụng rất là sâu sắc, rất là tinh tế, giống như ví dụ như là biện pháp ẩn dụ này, biện pháp nhân hóa này, thì đã thể hiện được cái niềm yêu mến, cái sự ngợi ca của con dân miền Nam, đặc biệt là của tác giả dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giọng điệu của bài thơ thì đã được thay đổi khá là linh động, khi thì là âm điệu khỏe khoắn này, hào hùng lạc quan, khi mà xuất hiện những cái hình ảnh lạc quan của hàng tre trung hiếu này ngay từ đầu bài thơ hoặc là cuối bài thơ. Hoặc là chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đoàn người chậm rãi bước vào thăm lăng của Bác Hồ thì giọng thơ có một cái sự nhịp nhàng, có một cái sự chậm rãi hơn hẳn. Hoặc là khi mà tác giả muốn thể hiện cái sự xúc động của mình dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là một cái lời thơ rất là quạnh thắt, đúng nhỉ? Để các bạn hãy chú ý, nghệ thuật ở đây thì chúng ta có 3 cái nội dung lớn cần phải chú ý. Thứ nhất thì sẽ là sử dụng những cái hình ảnh rất là kỳ vĩ lớn lao này. Sử dụng hình ảnh. Sử dụng hình ảnh kỳ vĩ này. Lớn lao này. Nghệ thuật thứ hai đó chính là một số biện pháp tu từ thì được thể hiện rất là thành công. Ví dụ như là nhân hóa này, như là ẩn dụ này. Chúng ta có đó là sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ này. Và phần cuối cùng các bạn cần phải chú ý đó chính là cái âm hưởng của bài thơ này. Cái giọng điệu của bài thơ này thì được xử lý khá là linh hoạt ở trong các khổ thơ, khi mà tác giả muốn thể hiện những cái tâm trạng, những cái cảm xúc khá là khác nhau nhé. Các bạn chú ý đến giọng thơ linh hoạt này. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu toàn bộ nội dung cũng như là nghệ thuật của bài thơ Viếng Lăng Bác. Cô hy vọng được rằng là sau khi mà học xong bài thơ này thì các bạn có thể bồi dưỡng thêm cho mình tình yêu thương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cái sự kính trọng và cái lòng ngợi ca chẳng hạn. Hoặc là nếu như có cơ hội thì các bạn hãy cố gắng đến thăm lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần để xem rằng là mình sẽ có những cảm xúc như thế nào khi mà đứng trước lăng của một vị chủ tịch vĩ đại của đất nước ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học tiếp theo.